Chào các anh em nhá. Hôm nay shop khách hàng lại giới thiệu cho anh em một bộ tủ đài Lasionan SC770. Em nó 70 tuổi nhưng mà trông trẻ như gái 17, vỏ viết đẹp xuất sắc. Gồm có hai loa chính và hai loa tay. Bộ này là bộ ít có cái bộ đầy đủ 4 loa như này. Và em nó mặt phay trắng, còn kích thước của nó là dài 1m4, cao 58, sâu 38 phân nhá. Đấy, đây tôi đang ghép nó một cái đầu băng để trên nó là một cái đầu băng cối. Đấy, đây này. Còn đây ở dưới đây là ngăn đĩa của nó đây. Đấy, cái này thì bộ này là đẹp từ trong ra ngoài, máy có thể chọn nó cổ thì rất cổ nhưng mà này máy rất mới, máy như mới. Đấy, mọi chức năng đang hoạt động bình thường. Cái này nó có ca nó chỉnh bằng cần gạt, hai loa độc lập. Đấy, giờ tôi thử các chức năng cho anh em nghe nhá. Đầu tiên là tôi chạy bằng điện thoại đường AUX. Đây, tôi chạy bằng điện thoại. Nghe đúng đêm đông kìa. Nghe thấy rét luôn đi. Chức năng đĩa, đĩa của nó, cái này hay, cái bộ đĩa này là hoàn toàn tự động hết. Đây ngăn đĩa, đây là khi đóng lên thì nó thế này, khi mở ra thế này đây, khi ta bật về phono, ta bật về băng, về đĩa cái thì đèn bắt đầu báo sáng và cái này nó tự động toàn bộ. Đây, ta chỉ cần gạt, ta chạy cái, thì đây nó có 3 nấc khác nhau. Một nấc kim tự vào ngoài, một nấc kim tự vào giữa, một nấc kim tự vào trong. Đây là tôi để nấc ngoài. Đấy. Đây, các bạn nghe đúng xem chế ninh hát nhá. Tuyệt vời chưa? Và tốc độ tôi đã kiểm tra là đúng 33 vòng một phút luôn. Hết đĩa cái kim nó vào đây cái nó xong nó tự ra, hoặc nếu ta đang, hoặc ta đang nghe dở ta muốn nó ra ta chỉ gạt về stop một cái thôi, ta buông tay tự kim tự thu về chuồng gặp lại. Đấy. Đấy, hạ tự hạ về stop rất hay. Còn đây radio của nó thì cái này mà bắt radio thì nó tuyệt vời rồi. Đây FM này, đây là ta pa à này ba băng của nó AM FM rất chuẩn. AM nữa này. Đấy các bạn nghe. Đấy. Cũng như sức khỏe đường ruột của mỗi người. Cùng tìm hiểu trong hành trình thực khách thông thái lúc 17:30. Các chức năng rất chuẩn. Và bây giờ ta lại nghe về đường AUX cắm ngoài vào đây. Đặc điểm nó nghe âm thanh nó ánh 4 loa này, âm thanh nó mình cảm tưởng như ngồi trong phòng âm nhạc, nghe rất sướng. Đây là hai loa lời, đây là hai loa chính. Đây là chức năng, những chức năng của nó. Tình yêu như cánh trên trời vụt bay theo gió. Và ở nhà các bạn có thể tiếp hợp nó
với cả một cái đầu băng cối đặt trên nóc nó. Đây ví dụ như đây một cái đầu băng cối đây, tôi chưa cắm tín hiệu ra vào nó. Đây. Một đầu băng cối đặt trên nóc của nó thì tuyệt vời. Mình có thể dùng đầu băng cối này để làm dề. Cái khác phát vào nó, xong vào đầu nó lại cắm xuống đây. Đấy thì để, lúc đó ta được xem cái chỉ thị hai kim đồng hồ vẩy rất hay. Đấy nhá. Đấy là tôi giới thiệu về cái bộ này. Đằng sau đít của nó là rất mới nhá. Nên là vì nó nặng nên mà tôi không xay ra đây xem được. Về đằng sau đít nó rất mới. Đấy, mời các bạn là thưởng thức các cái tình khúc phòng trà trên điện thoại của tôi nhá. Đấy, nghe đúng lao sao luôn chưa? Thôi, xin chào anh em nhá. Về có bộ nào hay gần bằng bộ này thì tôi lại giới thiệu tiếp nhá. Chào anh em. Anh thương nhớ ai bao đêm.